Akasatta chapumattha devanagamuttika Bụn nhân nô anumodantu chi rằng rakkhan tu nhà ta vô Akasatta chapumattha devanagamuttika Bụn nhân nô anumodantu chi rằng rakkhan tu bani nô Akasatta chapumattha devanagamuttika Bụn nhân nô anumodantu chi rằng rakkhan tu nô Sa-da. Thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Đông quân thần lực có nhiều, đồng sinh quan hệ Phật đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng đồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng Phật dài bền lâu. Chúng con quy tụ đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chê cu sa la cam măng cách tắc bằng kỷ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su a tăng cát tăng dê sát ta sanh nhi nô a thi dê cha sát ta sanh nhi nô cát tăng bu nhã pha lăng mây hăng sắp bê pha ghi pha quan tu tê Dê tăng ca tăng suối đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma dạ dê chất tập tha na cha nam ti đề hoa gánh tòa ni huệ đa dùm sập bề lô cầm hi dê sập ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhăn phô cha năng sập bề La phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành cho thân khẩu ý tu hành dẫu nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được hà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng y đăng nô nha tỳ năng hồn tu su khi tạ hồn tu nhà ta vô con xin hồi hướng phước báo hôm nay đến với thân bằng quyến thuộc của con đã quá vãng rồi cầu mong cho các vị ấy hằng có được sự yên vui y đăng quá ta mê bùn nhân à sa quá ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới và tất cả phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ con xin dâng mic trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay và con kính dâng mic trở lại cho ngài. Nam mô Bụt Hải Nam mô Tham Mai Nam mô Sang Khai chư lễ chư tôn tìm được tăng trong nhà Việt Nam chúng tôi không được rõ chào quý ni sư quý cô tu nữ chào chư Việt Nam chư nữ hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 374
Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ông Đức Tam Bảo Ratana Thaya Sawanda Mi Buddho Mahesi Arahan Tathagato Lo Kutamo Sopagaru Hichet Thako Lo Kasasatha Janakam Mokko Vido Vanda Mahantan Narapu Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng Thoát ly thiền não trái trăng Tối thượng giáo chủ Khi năng vô lượng Chữ đế Ngài đã tin tưởng Công minh dạy bảo Dân lương thoát trần Con xin lên lễ Phật ân Đáng cho thiền chung Nhân dân cũng được Tâm mô có đi bộ Giá ta sa sát Thu nô lô ca Nó mạnh thá Sá quý nà Cá rô cô Sắp bà nhu Bố thấp Bà tí phù Tí sanh Nhá tù Quân đà Má hành tầm Nó ra phù Cái này giá cần Pháp bảo vi hình vàng, như là soi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lễ Pháp qua đảng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khổ, sâu thổ, chú khách tá, xa xa, quốc cổ, xích khá, chú tà mô, quốc khách thầm, xích khá cổ, ninh đà, bất sân xa, đi hà nà, đá rồ, quá rồ, hoành đà, má hành tầng, ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo sinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh lý trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị con xin lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường rất tình hát tây gia tề kê nó sẽ tham mê e tu quá thanh năng tác xa bí a nút pha quê nó sẽ hát xa dê nó sẽ chặt tu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô Bụt Thầy Na phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 374 còn hai câu Phật ngôn nữa À, chúng ta mới đến phần duyên sự à, thì hôm nay 374 chúng ta chỉ biết 374 thôi ha rồi tiếp theo à, chúng ta xin đọc trước dạ tu dạ tu sammasati dạ tu dạ tu sammasati dạ Tô ya tô samma sati. Này bây giờ qua câu số 2. Thanh thai năng udayap ba yang. Thanh thai năng udayap ba yang. Thanh thai năng udayap ba yang. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Dạ tu dạ tu samma sati khan thai năng udayap ba yang dạ tu samma sati khan thai năng udayap ba yang dạ tu samma sati khan thai năng udayap ba yang Bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. La phát tì bì tí bà mốt chẳng La phát tì bì tí bà mốt chẳng La phát tì bì tí bà mốt chẳng Và câu cuối cùng Ama tăng tăng quý cha na tăng Ama tăng tăng quý cha na tăng Ama tăng tăng quý cha na tăng Tí hay tì ha? Chữ nào? Chữ nào tí hay tì? Nghe đọc lại câu 3, câu 4 La phát tì bì tì bà mốt
chẳng âm tăng tăng vi cha na tăng la pha tỳ bì tỳ bà mô chẳng âm tăng tăng vi cha na tăng. Lần thứ ba, la pha tỳ bì tỳ bà mô chẳng âm tăng tăng vi cha na tăng. Rồi bây giờ ôn lại nguyên câu ha. Yato samma sati chan tha nam udayam phayang la pati bi ti ba mok chang amatang tang vichana tang. Yato samma sati chan tha nam udayam bayang la pati bi ti ba mok chẳng âm tăng tăng quý cha na tăng. Đó là cái tập thứ nhất. Cái tập thứ hai, Yato samma sati kantha nang udayap bayam lapati bi ti ba mok chẳng âm tăng tăng quý cha na tăng. Yato samma sati kantha nang udayap bayam lapati bi ti ba mok chẳng âm tăng tăng quý cha na tăng. Như vậy thì cái câu này theo giọng kinh chúng ta có hai cách đọc. La pha tỳ bi ti ba mốt chân. La pha tỳ là tỳ bi tỳ trường âm. Thì bây giờ chúng ta đọc như vậy thì quý vị có sự nhận định nhé. La pha tỳ bi ti ba mốt chân. La pha tỳ bi ti ba mốt chăng. Xin cha Như Quỳnh làm sáng tỏ cho này đi. La pha tỳ rồi bi ti ba mốt chăng. Đọc bi em hả? Đọc bi em. La pha tỳ bi ti ba mốt chăng. Rõ ràng vậy sao một cái kỳ vậy nè. Quý vị chờ chút ha. Cho nên cái quan trọng á, quý vị đến sớm một chút thì nắm bắt nó rõ ràng. Nhiều khi bài học có chỉnh sửa, chứ không phải là trong bài học chúng ta nhìn vô đó là cứ thế mà làm ha. Không được. Có nhiều khi phải chỉnh sửa. Cái này một tương đối ổn định hơn ha. Bây giờ đọc lại ha. Yato samma sati kantha nang udayap bayam lapati bi ti ba mok chang amatang tang vichana tang. Nhỏ hả? Rồi bây giờ mới là nhỏ này, làm một hơi nè. Yato samma sati kantha nang udayap bayam lapati bi ti ba mok chang amatang tang vichana tang. Rồi ai muốn chuyện nhỏ thì đọc như vậy đi, mà làm cho nhỏ chuyện nữa là đọc không ra tiếng nữa là hồi đó tại sao à. Rồi đó là dòng kinh ha. Cái bài này kệ tương đối dễ, tám từ thì chúng ta chia ra làm hai ha, một bên 44 và đọc một lần hai câu, thì như vậy chúng ta có âm giọng lên và xuống nương nhau. Đừng bao giờ kệ đọc từng câu một ha, quý vị quan ý ha. Kệ bên đang phải đọc lần hai câu, cũng giống như dẫn tin nhạc đọc lần hai câu bổ sung nhau.
Yato yato sam ma sa tin khan tha nam u da yop ba yang lao pha ti bi ti ba môn chấm nga ma tăng tăng quỳ na quỳ cha na tăng yato yato sam ma sa ti khan tha nam u da yop ba yang la pha ti pi ti ba một chân nga ma tăng tăng quy cha na tăng. Rồi đọc lại lần thứ ba cho nên chắc lắm. Dạ tô dạ tô sam ma sa ti khan tha nam u da yam ba yang la pha ti bi ti ba môn chân nga tăng tăng quỳ cha na tăng. À đọc cũng nghe không thông, thêm lần nữa. Sa ti thành tha năng u đa dốc ba dần là pha ti bi ti ba một chân à ma tăng tăng quy cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan chỉ bậc bất tử biết. Rồi thay bàn tay của Sĩ Kim ha, xin mời Sĩ Kim ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn 2, 3, 1, 2, 3, 4. Cảm ơn cô Hồng Thị Kim Nhung, Thiên Vũ, Quảng Thanh, Meta, cho biết Hồng Mai nữa, nghe được rõ ràng. Trong tháng này nhiều lần lắm con thấy sư viết sai mà đọc sai nó, viết lộn đọc lộn nó, chứng tỏ sắc mạng quyền con mắt của sư nó đã không còn tốt nữa. Ôi buồn quá buồn quá. Thì thấy không, sư viết đó mà sư đọc sư không thấy, sư đọc lộn chữ ti lá phá ti mà sư biên là lá phá ti, không có cái gọt dạch dạch dấu quyền ở trên đó sư. Mà sư đọc lá phá tí làm tụi con cũng không biết cái nào đúng đó sư. Nếu mà đọc sai thì bị sư la, mà đọc đúng như sư thì không được, phải biên ra sư biết không. Sư cũng thông cảm chuyện nhỏ, chuyện vô thường mà sư. Khi người khi ta, khi đúng khi sai mà sư. Kỳ này ráng đọc cho được nha, để không thôi bị sư la. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 374. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ nha, để trả bài nha. Giá tô giá tô sầm mà sát tí khăn thà nặng ú đáo dấp ba dằn lá phá tì phì tí phà múc dằn a ma tằng tằng quý trà na tằng. Giá tô sầm mà sát tí khăn thà nặng ú đáo dấp ba dằn lá phá tì phì tí phá mốc chằng a ma tằng tằng quý trà na tằng. Phân tích câu 1, câu 2. Giá tô sầm mà sát tí khăn thà nặng ú đá dấp bá dằn. Giá chữa đoạn âm tô trường âm thông thường, giá đoạn âm tô trường âm thông thường, sâm trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm câu số 2, khăn trường âm nhắn, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá hai đoạn âm dấp trường âm nhắn, đá đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Giá tô, sầm, ma, sát, tí, khăn, thà, nặng, út, đá, dấp, bá, dằn. Phân tích câu số 3, số 4. Đọc. La, phá, tì, phì, tí, phà, mốc, chằn, á, má, tằng, tằng, quý, trà, ná, tằng. Lá, phá, hai, đoạn âm, tì,
Trường âm thông thường không phải là đoạn âm như sư đọc và sư đã sửa lại rồi nha quý vị. Thì trường âm thông thường tí đoạn âm à, pa trường âm thông thường, móc trường âm nhắn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, á má hai đoạn âm, tăng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Lá phá tì phì tí phà móc chăng, á má tăng tăng quý cha ná tăng. Đọc lại nguyên bản. Giá tô giá tô sam ma sát tí khăng tha năng u đá dắp bá dằng la pha tì phì tí pha móc chằng a ma tằng tằng quý cha na tằng. Giá tô sam ma sát tí khăng tha năng u đá dắp bá dằng la pha tì phì tí pha móc chằng a ma tằng tằng quý cha na tằng. Đọc kệ. Đọc kệ hay là ca kệ ta? Dạ tô dạ tô sam ma sa ti khang tha năng u đa dạ ba yang la pha ti la pha ti la pha ti la pha ti phi ti pha mốc chăng a ma tăng tăng quy cha na tăng. Dạ tô sam ma sa ti khang tha năng u đa dạ ba yang la pha ti phi ti pha mốc chăng a ma tăng tăng quy cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các quẩn được hoan hỷ hân hoan chỉ bậc bất tử biết. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Ha à, chèn đét ơi, mình còn chiếc cái lần này thấy Phật pháp online cho ba cái bông hướng dương vàng khè, xong lần này nhìn nó thấy đẹp vô cùng vậy đó, càng nhìn càng mê ly hấp dẫn nguyên khùng ba chợn luôn ấy sư. Còn cảm ơn sư nhà và cảm ơn quý vị khác đã cho tín hiệu nghe. Còn xin trả máy và xin mời quý vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con cũng xin trả bài câu pháp cú 374. Gia tô sam ma sa ti khan tha năng u đa dắp ba văn la pha tì bì thi ba móc chăng á ma tăng tăng quy cha na tăng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tô trường âm thông thường, giá đoạn âm tô trường âm thông thường, sâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, khanh trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá hai đoạn âm, dấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia tô sam ma sa ti khanh tha năng ú đá dấp bá văn. Con phân tích câu 3 và câu 4. Lá phá là hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, bi trường âm thông thường, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, tăng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lá phá tì bì tí ba móc chăng á ma tăng tăng quý cha ná tăng. Dạ con xin đọc lại hết bài. Gia tô sam ma sa ti phạn khanh tha năng u đa dập ba văn la pha tì bì tì ba móc chăng a ma tăng tăng quy cha na tăng. Gia tô sam ma sa ti khanh tha năng
U đa dập ba dằn La pha tì bì tì ba móc trăng A ma tăng tăng Quý cha na tăng. Dạ con xin đọc thêm một lần nữa. Ya to ya to samma sati khantha năng udayap bayan la phat ti bi ti ba mok chang amatang tang vichana tang. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được quan hỷ hân hoan chỉ bậc bất tử biết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Dạ tô, dạ tô, samma sa ti khanh tha năng u đà dập ba văn là phá ti bi tì ba mộc trăng a ma tăng tăng quỷ cha na tăng. Dạ con đã đọc xong, có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ con kính mời người kế tiếp ạ. Dạ alo, alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Quang Thanh với Hà và Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 374 ạ. Ya to ya to samma sati khantha nang udayap ba yang la phati pi ti pa mok chang ama tang tang vi cha na tang. Ya to ya to samma sati khantha nang udayap ba dằng la pha tì bì tì bà mốc trần a ma tằng tằng quy trà na tằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Xăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Xá tí là hai đoạn âm, khan là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú, đá là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá phá là hai đoạn âm, ti, bi là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, mốc là trường âm nhấn, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. Á má là hai đoạn âm, tăng, tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại ạ. Ya to ya to samma sati khantha nang udayap ba yang la pha ti bi ti ba mok chẳng a ma tằng tằng quy trà na tằng. Dạ tô sầm ma sa ti khánh tha năng u được đà dắp ba dân là pha ti pi ti pa mộc chẳng a ma tằng tằng quy trà na tằng. Dạ tô dạ tô sầm ma sa ti khánh tha năng u đà dập ba dân là pha ti pi ti pa mộc trăng a ma tăng tăng quỷ cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan chỉ bậc bất tử biết là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và kinh xong ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con kính cảm ơn sư. Dạ con có sai chỗ nào kính nhờ sư sửa giúp. Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú 374. Yato yato samma sati khan tha năng udayat ba yang la sati thi ti tha mốt chăng amatang tăng vi cha na tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm tô trường âm thông thường, giá đoạn âm tô trường âm thông thường, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, khăn trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, giăng trường âm đọc theo giọng âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yato yato samma sati khan tha năng udayap ba yang. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Lá phá hai đoạn âm, ti ti hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, tha trường âm thông thường, mốt trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, tăng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 374. Yato yato samma sati khan tha năng udayat ba yang la sati pi ti pa mot chang amatang tang pi cha na tang. Yato yato samma sati khan tha năng udayat ba yang là phát ti 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 pa mốt chăng à mà tăng tăng vi cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỉ hân hoan, chỉ bậc bất tiểu biết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Và con xin chào bạn. Yato yato samma sati khan tha năng udayabbayam. Yato yato samma sati khan tha năng udayabbayam. Giá là đoạn âm tô trường âm thông thường, giá đoạn âm tô trường âm thông thường, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, khan trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá hai đoạn âm, dấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, danh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dấp tô giáp tô sầm mà sát tí khàn thà nặng ú đáp giáp ba dần la phà la phà tì bì tí bà móc trần á má tầng tầng vi trà na tầng la la phà tì bì tí bà móc trần á má tầng tầng vi trà na tầng. Lá phá là hai đoạn âm, ti trường âm thông ti bi hai trường âm thông thường, tí đoạn âm ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, tăng tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, la pha tì bì tí bà móc chẳng ama tăng tăng quy trà na tăng. Yato yato samma sati khan tha năng uda yap bayam la pha ti bi ti bà móc chẳng ama tăng tăng quy trà na tăng. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan,
chỉ bậc bất tử biết yato samma sati khantha nang uda yap ba yang la fati bi ti ba mok chan ama tang tang vi cha na tang yato samma sati khantha nang uda yap ba yang la fati bi ti ba mok chan ama tăng tăng vì cha na tăng. Dạ, con có sai xin ngài sửa và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trao mít lại cho vị kế tiếp đó. Dạ, con kính lãnh lễ ở ngôi tâm bảo, con kính lãnh lễ sư trí đức. À, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả lời cái pháp cú 374 ạ. Xin cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu. Yato samma satikhantha nang udayap bayang lapati ti tipa mok chang amatang tang vicha na tang. Yato samma satikhantha nang udayap bayang lapati ti tipa mok chang amatang tang vicha na tang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yato samma satikhantha nang udayap bayang. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Xá tí hai đoạn âm, khan là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú, đá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lá, phá là đọc câu 1, câu 2 là Yato samma satikhantha nang udayat bayang. Dạ, phân tích câu 3 và câu 4. Lapati ti tipa mok chang amatang tang vicha na tang. Lá phá là hai đoạn âm, ti pi là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, mok là trường âm nhấn, chang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, tăng hay trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lát pháp tì tì tí pa mốc chăng á má tăng quý cha má tăng. Dạ, con xin đọc lại câu 374. Yato samma satikhantha nang udayap bayang lapati ti tipa mok chang amatang tang vicha na tang. Yato samma satikhantha nang udayap bayang lapati ti tipa mok chang amatang tang vicha na tang. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Yato samma satikhantha nang đa dâm ba dâm la pha ti 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 ba mok chân a ma tăng tăng vi cha na tăng yato samma sa ti khan tha năng u đa dâm ba dâm la pha ti 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 ba mok chân a ma tăng tăng vi cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin hết ạ. Có gì sai xin nhờ sư và toàn thể đạo tràng sửa giùm con. Dạ, cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic xin nhường cho vị kế. Và con kính lịch lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Con kính lịch lễ ngài Trí Đức, kính lịch lễ các chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 374 và phân tích.
Yato yato samma sati khantha nang udarap bai barang la fati biti ba mok chang ama tang tang quy cha na tang. Và con xin tích câu 1 và câu 2. Sato samma sati khantha nang udarappa barang. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sam là trường âm nhấn. Ma là trường âm thông thường. Xá, tí là hai đoạn âm. Khăn là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú, đá là hai đoạn âm. Rắp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. La pha ti bi ti ba mốc chẳng ama tăng tăng quy cha na tăng. Lá là đoạn âm. Lá phá là hai đoạn âm. Ti bi là hai trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Pa là trường âm thông thường. Mốc là trường âm nhấn. Chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Á má là hai đoạn âm. Tăng tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm. Cha là trường âm đọc theo. Cha là trường âm thông thường. Má là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Gia tổ samma sati khan tha năng uda rap ba rằng la pha ti bị bà mốc chẳng ama tăng tăng quy cha na tăng. Con xin cả Yato samma sati khan tha năng uda bay ra ba u rap ba rằng là pha ti bi ti ba mong chăng a ma tăng tăng quy cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được khoan hỉ hân hoan chỉ bậc bất tử biết. Đấy là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc sai thì con xin sư sửa và đạo tràng sửa cho con. Và con cảm ơn cô Tâm Hạ đã mót bài cho con ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ thưa con, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ này trí thức, con kính đảnh lễ quý bà cô tu nữ và con kính chào đạo hữu. Con xin đọc bài 374. Yato yato samma sati khantanang udayappa yang lavati pi ti pa mochang ama tang tang vijanatang. Yato yato samma sati khantanang udayappa yang lavati pi ti pa mochang ama tăng tăng quy cha na tăng. Tham dạy thưa con xin phân tích câu 1, câu 2. Yato yato samma sati khan tha năng uta yap ba yang. Ya đoạn đá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Giá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Sam trường âm nhấn. Ma xin lỗi, ma trường âm thông thường. Xá tí hai đoạn âm. Khan đoạn âm. Tha trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú đá hai đoạn âm. Giá giáp trường âm nhấn. Bá đoạn âm. Dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia tù gia tù samma sati khan tha năng út đá giáp bá dân. Hai đoạn kế tiếp. Lapa
la pha ti pi ti pa mo chang amma tang tang vichana tang la là đoạn âm pa pa là đoạn âm pa là đoạn âm ti trường âm thông thường pi trường âm thông thường ti đoạn âm pa trường âm thông thường mo mo trường âm nhẫn chân trường âm giọng nguyên âm á má hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm cha trường âm thông thường ná đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm la pha ti pi ti pa mo chăng a ma tăng tăng quý cha ná tăng ya tu samma sati khan thanang udayapa yang la pa ti pi ti pa mo chăng a ma tăng tăng quý cha ná tăng. Người luôn luôn chánh niệm, sự sinh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con, xin cảm ơn ngài, cảm ơn đạo tràng và xin có gì sửa giùm cho con. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô Tôn Nữ. Và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 374. Yato yato samma sati khantha nang udayappa yang lavati biti ba mok chang amatang tang vijana tang yato yato samma sati khantha nang udayappa yang lavati biti ba mok chang amatang tang vijana tang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yato yato samma sati khantha nang udayappa yang. Dạ, câu số 1, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sam là trường âm nhấn. Ma là trường âm thông thường. Xá tí là hai đoạn âm. Dạ, câu số 2. Khanh là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú đã là hai đoạn âm, dấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. La pha ti bi ti ba múc chăng ama tăng tăng vi cha na tăng. Lá là đoạn âm, phá là đoạn âm, ti bi là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, mốt là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, á má là hai đoạn âm, tăng tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. La pha ti bi ti ba múc chăng a ma tăng tăng vi cha na tăng. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Ya to ya to ma ti khan tha năng u da yap ba yang. La pha ti bi ti ba múc chăng ba ma tăng tăng vi cha na tăng. Ya to ya to sam ma sa ti khan tha năng u da yap ba yang. La pha ti bi ti ba mok chăng a ma tăng tăng vi cha na tăng.
người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc đức tự biết. Đó là bằng chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu Pháp Cú 374. Dạ tổ dạ tu sầm mã sa ti khánh tha năng ư đà dập ba dâm là phá ti bi ti ba một trăng a ma tăng tăng vi cha na tăng. Dạ tổ dạ tu sầm mã sa ti khánh tha năng ư đà dập ba dâm là phá ti bi ti ba một trăng a ma tăng tăng chà na tăng. Và con đã phân tích và con đã đọc xong, con có sai thì mong ngài sửa lỗi giùm con. Và rất là cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Và Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 374 này. Yato yato samma sati khanh tha nang udayap pa yang la fati bi ti pa muk chang amatang tang vicha natang. Yato yato samma sati khanh tha nang udayap ba dần la phát tì bì tí phà múc trần á má tăng tăng quý trà ná tăng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Xâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Xá, tí là hai đoạn âm. Khanh là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đá là hai đoạn âm. Dấp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lá phá là hai đoạn âm. Ti là trường âm thông thường. Bi là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Móc là đoạn âm, móc là trường âm nhấn. Chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, má là hai đoạn âm. Tăng, tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm. Cha là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại ạ. Yato yato samma sati khanh tha nang udayap pa yang la fati bi ti pa mok chang amatang tang vi cha na tang. Yato yato samma sati khanh tha nang udayap pa yang la fati bi ti pa mok chẳng ama tăng tăng quý cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yato yato sammasati khanh tha năng u đa dập ba dần la phát ti bi ti ba mộc chăng a ma tăng tăng vi cha na tăng. Yato yato samma sa ti khanh tha năng u đa dập ba dần la phát ti bi ti ba mộc chăng a ma tăng tăng vi cha na tăng. Dạ con đã đọc xong. Có sai con nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa, con xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài.
Samma sati khantha năng út đá giáp bá dân. Dạ, câu 3 và câu 4. Lapati biti pa mok chăng amma tăng tăng vi cha na tăng lá phá là hai đoạn âm, ti là trường âm đọc theo dựng nguyên âm, bi là trường âm đọc theo dựng nguyên âm, tí là đoạn âm, ba là trường âm đọc theo dựng nguyên âm, mốc là trường âm nhất, chăng là trường âm đọc theo dựng nguyên âm, á má là đoạn âm, tăng là trường âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lá phát tì bí tí pà múc chăng amma tăng tăng vi cha na tăng yato samma sati khan tha năng út đã giáp ba dân lắc phát tì bí tì pa mốc chăng amma tăng tăng vi cha na tăng yato samma sati khan tha năng út đã giáp ba dân Lapati piti pa mốc chăng amma tăng tăng vi cha na tăng. Người luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bất tự biết. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Yato sammasati khantanang udaya payang lafati bi bamo chang apamatang tang vichanatang. Dạ con xin xuống mic, có sai chỗ nào xin ngài chỉ sửa con. Con xin kính chào đạo tràng.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quang Thanh, Xích Kim Nhung, Xích Thiện Vũ, Chị Metta, Quỳnh Giang, Nhật Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, không biết còn vị nào chưa trả bài, xin mời bằng tay ạ. Dạ, chị Hải Thi có trả bài chưa? Xích Duyên trả bài chưa? Dạ, vị nào chưa trả bài thì xin mời bằng tay. Nãy Nhật Quỳnh nãy giờ lặng hơi sâu nên không biết vị nào trả bài chưa hoặc là chưa trả bài. Còn chị Hải Thi, phải không chị Hải Thi? Dạ, chị Hải Thi có trước máy không? Có trả bài, có cầm mic được không chị? Dạ, thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, trong khi chờ đợi, Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh 374. Cảm ơn Kim Dung. Jato jato samma satikhantha nang udayap bayang lapati bi ba mok chẳng amatang tang vi cha na tang jato jato samma satikhantha nang udayap bayang lapati bi ti ba mok chẳng amatang tang vi cha na tang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tô trường âm thông thường, giá đoạn âm tô trường âm thông thường, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, khanh trường âm nhấn, tha trường âm đọc theo giọng nguyên âm năng. Dạ con sai rồi. Khanh trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đá hai đoạn âm, dắt trường âm nhấn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát tô giát tô sam ma sát tít khan tha năng u đa dấp ba văn. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Lá phá hai đoạn âm, ti bi hai trường âm thông thường, tí đoạn âm ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á má hai đoạn âm, tăng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đa phát tì bì tì bà móc chẳng âm mắt tăng tăng vi cha ná tăng. Con xin đọc lại câu. Yato yato samma satikhantha nang udayat bayang lapati bi ti ba mok chang amatang tang vicharatang. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, xin con xin được kệ ạ. Yato yato samma sati khanta nang u da yap ma yang la pha ti bi ti ba mok chang a ma tang tang vi cha na tang. Yato yato samma sati khanh tha năng u đà dập ba văn là ba ti bi tì ba một chân a ma tăng tăng quỳ cha na tăng. Dạ, con đã đọc, đã phân tích và cũng đã kể xong. Con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉ dạy con sửa. Con lặng hơi sâu nên con cũng tự tin lắm. Dạ, kính mời đạo tràng, còn vị nào chưa đưa tay thì xin mời bàn tay nha.
để ngài khóa sổ và quý vị. Dạ, 5:32 rồi. Dạ, còn vị nào không ạ? Cảm ơn bàn tay của chị Hải Thi. Dạ, kính mời chị. Dạ, alo, kính mời chị Hải Thi cầm mic ạ. Yato, samma sati khan, da nang mu dai yap. Yap bayang là ba tiếp. Con hôm nay chưa có thuộc bài ạ. Yato sammasati khan dhanang udai yap bayang là ba tiếp piti pamosang amat. Ma tăng tăng vì cha ma tăng tăng. Và con xin phân tách hai câu đầu. Yato sammasati khan da nang udayap bayang. Yato là đoạn âm, tô là trường âm, yato. Ya là đoạn âm, tô là trường âm, sammasati sam là trường âm nhấn, ma là trường âm, sa là đoạn âm, tí là đoạn âm, khăn đa năng, khăn là trường âm nhấn, tha năng, tha là trường âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Udayapayang. U là đoạn âm. Da là đoạn âm. Yap là trường âm thông thường. Trường âm nhấn. Bay là đoạn âm. Yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lap bati piti pamochang amatang tang vijanatang. La là đoạn âm, ba là đoạn âm, ti là trường âm, piti pamochang chang pit là trường âm, ti là đoạn âm, pa là trường âm, mô là móc là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, amata là amata là amatang là a là đoạn âm, ma là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vijanatang, vi là đoạn âm, ja là trường âm, na là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin kể. Yato sammasati
khăn đa nam dư thầy dắp bay dân lập ba ti pi ti ta mô chăng amatang tăng vì sa na tăng. Dạ, kính thưa con đã đọc xong kệ 374. Con xin con xin sư chị nhà trí đức và quý cô tôn nữ và thầy đạo tràng xin sửa cho con nếu con có gì đã đọc sai. Xin cảm ơn ạ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn chị Hải Phi. Nam mô Bích Tha giá, dạ con không còn thấy bàn tay của ai nữa, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn, thiện cảm ơn chị Mích Ta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa, con cung thỉnh ngài, dạ con kính dân Mích đến ngài ạ. Mô Bụt Thầy dạ, sa thủ. Hôm nay rất là tuyệt vời. Từ Sít Kim rồi tới Sít Mít Ta, Sít Kim Nhung, Sít Thiện Vũ, Sít Hà, Sít Hồng Mai, Sít Tị Na, Sít Niệm Từ, Huynh Giang Nhất Hà, Vô Tu Nữ Phục Hạnh, rồi tới Sít Khải, Sít Nhục Quỳnh. Nhưng mà sự thành công của Sít Hải một cái sự vượt lên chính mình. Quý vị thấy đến sau nhưng mà cũng hoàn thành tốt đẹp ha. Quý vị thấy Sít Hải cũng tự mày mò rồi phân tích, rồi quý vị thấy cũng hoàn thành tốt trách nhiệm. Mặc dù cũng có những cái coi như không được ổn lắm, nhưng mà đó là một sự thành công. Bởi vì quý vị vô sao à, ví dụ Sít Hải, Sít Tina, những vị vô sao như vậy mình nắm bắt, rồi tự nghe, rồi tự điều chỉnh lấy chính cái giọng đọc của mình, thì đó là một cái điều thành công. Chúng tôi rất là hoan hỷ. Những vị mới, nhưng mà chứng tỏ mình là một Phật giáo của năm mình là một Phật tử của Phật giáo Nam Truyền, thì cái quan trọng là phải đọc giọng Pali tương đối ổn. Mà quý vị đến sau mà đọc được như vậy là thấy thành công. Từ từ rồi sửa, quý vị cứ mạnh dạn đưa tay là thành công. Đến với đạo tràng này mà quý vị không tự vượt lên chính bản thân mình, cũng như trong cái câu Phật ngôn này, chúng ta ghi nhớ và biết mình để làm cái gì. Thấy được cái sự sanh diệt, thấy được cái sự vô thường của các uẩn. Mà uẩn đó chính là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó sắc thuộc về sắc uẩn, còn bao nhiêu bốn cái sao thuộc về danh uẩn, thì chúng ta biết được cái sự sanh diệt, tức là giữa căn, trần và thức. Khi mà thấy được như vậy thì chúng ta mới thấy được chính bản thân của mình về danh và sắc. Rồi chúng ta cảm thấy rằng bất cứ cái gì mình cũng kiểm soát, mình cũng theo dõi, mình cũng thấy rõ. Và khi thấy rõ được như vậy thì chúng ta hoan hỷ, chúng ta hân hoan, chúng ta vui mừng. Rồi sao? Thì cái điều này chỉ có những cái bậc thánh thôi. Sít Quang Thanh cũng tiến bộ. Quên Sít Quang Thanh hả? Làm Sít Quang Thanh hả? Có mặt đây, tại sao không nói tới hả? Sít Quang Thanh cũng tuyệt vời hả? Nói chung là ở trong room này vị nào cũng giỏi, chỉ có những vị không giỏi là không đưa tay, hoặc là nhiều khi dễ chúng tôi
không đưa tay thì quý vị đã không tiến bộ. Tiến bộ là quý vị thấy được cái sai của chính mình, tức là thấy được cái sự sanh diệt của các uẩn. Sắc uẩn là khi chúng ta nhìn vào trong những hàng chữ này, chúng ta phân biệt chữ đen, chữ đỏ, chữ xanh, chữ vàng. Mặc dù nó là cái màu sắc như vậy, nhưng mà mình đọc được hay không? Đọc được hay không? Khi đọc được mới hoan hỷ, mới hân hoan chứ. Còn bây giờ quý vị đọc mặc dù trúng hay sai, sao tổ Sức Nguyên Tịnh này khuya lắm rồi, nhưng mà tinh thần của Sức Nguyên Tịnh thâu khó nói. Được rồi, đến này đến rất là sớm để nghe pháp, tới khuya thế này mình chưa ngủ ha, thức khuya nhiều quá cũng không tốt ha, sức khỏe ha, Sức Nguyên Tịnh cố gắng để cái vấn đề điều hòa cái thời gian, cái thời quá biểu để sức khỏe mình được ổn định. Sức khỏe Nguyên Tịnh cố gắng ha. Hai, tổ Phật ngôn 314. Hồi nãy có một cái vị đạo hữu lấy cái nick là tập học Bali ha. Nhưng mà tập học cái gì không thấy đưa tay gì hết, không nghe đọc gì hết. Vậy sao mà tập học Bali chạy mất tiêu rồi? Khi nào tới cái giờ này chắc phải mời cái vị đó tập học, thì phải lên đọc như thế nào chứ, học như thế nào gọi là tập, mà tập làm sao mà cái đọc cho nó đúng. Mình thấy cái vô trong room này rồi cái rồi nửa đường gãy gánh chuồn mất tiêu canh ma mà không thấy đưa tay lên gì hết, mà tập học có ly cái gì không biết nữa. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại để rồi chúng ta đi vào nội dung ha. Mời vài lần mà không chịu đưa tay, cái này khỏi cần mời, phải năn nỉ. Nếu mà vô đây mà không chịu lên đọc thì mang ốp để làm cái gì, cho ăn chè đi, cho ăn chè. Rồi khi ăn chè ngán quá rồi cảm thấy, hoặc là ăn chè cảm thấy hoan hỷ quá rồi tức mình mới đưa tay. Như vậy thì Sức Nhật Quỳnh tuổi số 7 đông phải có phản ứng nha. Như bây giờ nó tập học Bali mà vô đây tới giờ Bali không chịu đưa tay lên đọc, không chịu học, vậy thì vô đây lấy cái nick tập học Bali để làm cái gì? Còn được rồi, còn xuất hiện không? Nếu mà còn xuất hiện kéo vô chờ chút của bà con. Đây thấy còn xuất hiện, mà chạy qua mấy cái room khác chơi rồi đó. Quý vị chờ một chút, cái coi tập học Bali mà không vô nữa là coi như cho vô chuồng luôn. Sức hình kiếm ha, hoan hỷ lắm mà kẹt quá, trời đất ơi, vô nghe cũng tốt rồi. Thì khi nào mình thấy rảnh thì đưa tay, chứ đừng bán cà phê mà bây giờ coi như là đưa tay lên đọc thì xin lỗi người ta bỏ chạy hết à. Đó, cái bà này mà bán cà phê mà bán đọc bùa đọc ngải cái gì, nghe toàn những cái tiếng lạ khoác hay vậy thì chắc là trù mình sao nên rồi người ta bỏ quán, người ta bỏ chạy hết trơn à. Bỏ quán chạy hết trơn vậy không được. Cho nên dùng cái từ kẹt quá ha. Không sao, khi nào mà khách không có thì cứ đưa tay lên, đưa tay lên quảng cáo. Ai muốn uống cà phê thì phải nghe cái bài kệ này, hoặc là mình đọc xong người ta không hiểu mình ngâm kệ, ngâm kệ cho người ta nói ủa cái giọng này nghe hay hay, để người ta vô ta uống cà phê nhiều hơn ha. Rồi sa thủ. Hai, bây giờ chúng tôi ôn lại câu Phật ngôn này ha, qua giọng kinh giọng kệ. Yato samma sati khantha nang udayap bayang
La pha ti bi ti ba mốt chẳng âm tăng tăng quý cha na tăng. Đó là giọng đọc kinh ha. Mà giọng kinh còn có một giọng nữa. Ya tô sam ma sa ti khan tha năng u đa yap ba yang la pha ti bi ti ba mốt chẳng âm tăng tăng quý cha na tăng. Như vậy thì giọng kinh có hai giọng ha. Một giọng chúng ta dừng lại cuối câu số 2 ha. Mà đọc theo kiểu đó thì quý vị thấy dễ đọc ha. Còn mà đọc một hơi, vị nào hơi dài thì tốt. Còn mà hơi ngắn mà bất chợt đọc một hơi, coi chừng đứt bóng. À, nhưng mà cái giọng kệ thì phải đọc một lần hai câu ha. À, chứ không phải giọng kệ chúng ta đọc từng câu một. Hoặc là nhiều khi chúng ta đọc mà một hơi dài luôn, thì cái trường hợp đó nó hơi khó. À, thì bây giờ một câu 8 từ chúng ta chia lập 2, và một lần đọc 2 câu thì nó lên, nó xuống, nó trầm, nó bỗng, nghe tương đối ổn hơn là đọc từng câu một. Ya to ya to sam masati khan tha năng u đa yap ba dặn la pha ti pi ti ba môn chăng nga ma tăng tăng quy cha na tăng. Ya to ya to sam ma sa ti khan tha năng u đa yap ba dặn la pha ti pi ti ba một chân na ma tăng tăng quy cha na tăng. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn, được khoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biến. À, đây nói về những vị chứng đắc, những vị đã vượt qua khỏi bục lưu, thì này, những cái vị này biết được cái sự sanh diệt của các uẩn. Còn đối với chúng ta ha, vui đâu chút đó, đối với chúng ta cũng biết vậy, nhưng mà biết một cách nó tục đế chứ không phải chân đế. À, ở đây sự xác nhận rằng chỉ bậc bất tử, bất tử thì đây là quả vị A La Hán, Tu Đà Hoàn, thì chỉ có ba thôi, ba cái truyền, ba cái thành thúc, ba cái kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi với công thủ. Thì Tu Đà Hoàn thì mới bước vào dòng thánh, nhưng mà bất tử biết, bất tử ở đây Amatan là ám chỉ cho những cái bậc lậu tận, những cái bậc A La Hán. Thì như vậy chúng ta thấy con người của chúng ta, nam và nữ, ai cũng có đầy đủ lục căn, lục trần và lục thức. Căn, trần và thức ai cũng giống nhau hết, nhưng mà cái giống nhau như vậy để rồi cái ba la mật của họ thúc đẩy trong thiện pháp, hay là những cái ác pháp nó làm cho bất thiện pháp tăng trưởng, thì ai cũng đồng đều nhau hết. Tức là thiện thì đi lên, mà ác thì đi xuống. Pháp nó vận hành là như vậy. Thì sự sanh diệt của các uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đây là những cái điều quan trọng của lục trần. Đây là những cái điều quan trọng. Mà chính những cái điều quan trọng này mình có nhận thức được hay không do cái lục thức. Chính cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vẩy thức, chúng ta có kiểm soát, chúng ta có thu thúc, chúng ta có ghi nhận, chúng ta có biết mình đang làm cái gì hay không. Mà khi mà kiểm soát được như vậy thì chúng ta không buông lung, không phóng dật,
chúng ta làm chủ được chính mình, thì như vậy cái tâm của chúng ta sẽ hân hoan, sẽ hoan hỷ. Nhưng mà khi hân hoan, hoan hỷ như vậy theo cái pháp nó vận hành, để rồi từ Tu Đà Hoàn trong vòng bảy kiếp bước vào cửa bất tử, tức là Amatan, bước vào quả vị A-la-hán, và khi đó chúng ta mới thấy được rằng sự sanh diệt các uẩn mà gánh nặng của chúng ta đã đặt xuống, gánh nặng của chúng ta đã đặt xuống, bộ phận của chúng ta đã làm xong, và thấy rằng sanh hữu trong tương lai không còn nữa, tức là không còn thấy sanh nữa. Thì như vậy chỉ có bất tử mới xác minh được cái vấn đề đó. Còn Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì chúng ta thấy chỉ mũi lượt đi một số bất thiện pháp, nhưng mà chưa có hoàn toàn. Cũng giống như trường hợp thế này, một con nòng nọc ha, sống trong một cái vũng sình, và con nòng nọc đó do cơ duyên nó sinh ra sớm, thế rồi bây giờ cái đuôi của nó rụng trước. Khi cái đuôi của nó rụng xong thì nó nhảy ra khỏi cái vũng sình đó, lên trên mặt đất, thấy bông hoa, thấy bươm bướm, thấy chim kêu, vượn hót, vân vân. Nó thấy một cái cảnh giới tuyệt vời mà ở dưới nước không bao giờ thấy được. Đem cái sự vui vẻ này xuống chia sẻ với những con nòng nọc bạn của nó còn ở trong vũng sình, nhưng mà những con nòng nọc kia nó không tin. Xạo quá đi, làm gì có những trường hợp đó. Cũng như ngài Lakhana, ngài Mukgalana thấy những cái cảnh giới khổ đau của ngạ quỷ, thấy được sự khổ đau của địa ngục, thì ngài Mục Kiền Liên im lặng. Nhưng mà ngài Lakhana là không có im lặng, bởi vì chỉ có bậc bất tử biết ngài Lakhana vừa chứng đắc thánh quả A La Hán. Cho nên khi mà thấy vậy thì ngộ quá, mới hỏi ngài Mục Kiền Liên: cái chúng sanh gì mà cái bụng nó to, cái cổ nhỏ xíu, mà cái miệng thì như cái kim dài như vậy, thì ăn uống vật thực thế nào để cho cái bụng này mà nó đầy đủ? Ngạ quỷ là cái kiếp sống của những cái chúng sanh đau khổ, đói khát. Khi mà thấy những cái hiện tượng như vậy thì mới hỏi ngài Mục Kiền Liên, thì ngài mới nói rằng cái vấn đề này không giải thích được, khi nào gặp bậc đạo sư thì hãy đem vấn đề này ra hỏi Đức Thế Tôn. Rồi ngài Lakhana sau khi đi các tịch rồi về chùa Kỳ Viên, dân câu hỏi đó mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói thế này: có những cái cảnh giới không riêng gì loài người của chúng ta, nhưng mà những cái cảnh giới đau khổ do bất thiện pháp nó tác đạo, để rồi những cái chúng sanh đó phải khổ như vậy. Như Lai khi giác ngộ đã thấy được như vậy, nhưng mà không có nói ra. Bây giờ người hỏi thì Như Lai xác minh rằng có những cái chúng sanh trong những cái cảnh giới như vậy, nó đau khổ là như vậy. Thì con nòng nọc mà nó đứt đuôi rồi, nó xuống nói với mấy đứa bạn, thì mấy đứa bạn chưa đứt đuôi thì nên không tin. Và Đức Phật này cũng nói với ngài Lakhana: Như Lai đã thấy, nhưng mà Như Lai không nói ra. Bây giờ người thắc mắc, người hỏi, thì Như Lai xác nhận rằng có những cảnh giới đau khổ như vậy. Tức là trong cảnh khổ có bốn: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Nhưng mà mắt phàm của chúng ta không thấy được, và chính không thấy được thì làm sao mà chứng minh
nói toàn những cái chuyện mà cái cõi trên như vậy thì chắc chắn người ta cho mình là người khùng, mà không khùng thì cũng điên. Cho nên có người chứng minh thì chúng ta nên dẫn chứng, còn không có người xác minh sự việc đó thì nên im lặng tốt hơn ha. Hai, trong câu Phật ngôn 374 nội dung chỉ có bậc bất tử biết, còn chúng ta ai dám tự nhận rằng với câu Phật ngôn này biết được, giải thích được, thì cái trường hợp đó là bất khả tư nghị. Chúng ta trên cái vấn đề lý thuyết thì nói là như vậy, nhưng mà cái câu xác định ở đây là Amatang tăng quý trà na tăng, tức là chỉ bậc bất tử biết. Chúng ta không có bất tử, mà có thể gọi là bất đắc kỳ tử, tức là chết ngột hoặc chết mỏi mòn, chết ngoài bụng mẹ hoặc còn trong thai. Chúng ta là những người bất đắc kỳ tử, chứ không phải là những bậc bất tử. Cho nên đối với câu Phật ngôn này, trên lý thuyết là nói như vậy, nhưng mà về tục đế thì chúng ta hiểu thế nào? Nếu mà bỏ cái câu cuối cùng đi, bỏ câu cuối cùng Amatang tăng quý cha là tăng, chỉ có bậc biết bất tử biết, thì ba câu trên chúng ta có thể sinh hoạt, chúng ta có thể sinh hoạt là sống trong hiện tại lạc trú, được hoan hỷ hân hoan, mà được hoan hỷ hân hoan trong cái giây phút này là chúng ta thấy được sự sanh diệt của các uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Trong khi sự sanh diệt của các uẩn thì chúng ta có được sự ghi nhớ, có được sự biết mình, chứ dùng cái từ chánh niệm ở đây cũng hơi cao. Từ chánh niệm được sử dụng khi đó là một cái vị thánh mới dùng sammasati. Vị thánh mới sử dụng là chánh niệm, còn chúng ta làm sao mà chánh niệm được khi thế này khi thế kia. Cho nên cái từ mà tương đối khiêm nhường một chút gọi là ghi nhớ và biết mình. Bởi vì tâm của chúng ta đâu có niệm một cách chân chánh mà trụ vào đó được, chỉ có bậc thánh thôi. Cho nên cái từ chánh niệm ở đây là ám chỉ cho các bậc thánh, còn chúng ta là phàm nhân thì khi thế này khi thế kia, ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, thì như vậy chánh niệm sao được? Có gọi là ghi nhớ và biết mình, sati sammacchanya. Được giây phút nào thì hay giây phút đó. Mà cái sự ghi nhớ và biết mình này đem lại cho chúng ta cái gì? Được hoan hỷ, được hân hoan. Mà hoan hỷ hân hoan khi chúng ta thấy được cái vô thường, cái sự sanh diệt của sắc, của thọ, của tưởng, của hành và của thức. Rồi ai làm bậy làm theo hả? Cái gì cái sự nghiệp quỳnh này chắc chắn vậy rồi ha. Thì bây giờ với câu Phật ngôn này, chúng ta ghi nhớ về đức mình khi thấy được cái sự vô thường, và khi thấy được sự vô thường thì tâm của chúng ta được hoan hỷ, được hân hoan. Mà hoan hỷ hân hoan ngay trong cái giây phút này gọi là đích thất thầm masuka uthara, hiện tại lạc trú. Ở đây cái câu một á, chỉ chánh niệm không nên sử dụng, mà khi mà sử dụng chỉ chánh niệm chỉ là bậc thánh, chúng ta nên dùng cái từ ghi nhớ và biết mình ha, ghi nhớ và biết mình. Bởi vì cái từ chánh niệm này nó đi đôi với câu cuối cùng là chỉ bậc tử biết, tức là vị A La Hán mới biết thôi, và vị A La Hán mới có chánh niệm. Còn đối với chúng ta tà niệm, thất niệm, vọng niệm hay là tùm lum tà la cũng niệm vậy, mà tà niệm chứ không phải là chánh, bởi vì khi thế này khi thế kia
không có được hoàn hảo, cho nên dùng cái từ ghi nhớ và biết mình ha. Để làm gì? Để tâm của chúng ta được an trú, được hoan hỷ, được hân hoan khi thấy được sự vô thường của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Alo, quý vị còn nghe không? Còn gần nửa tiếng nữa để quý vị thảo luận. Và quý vị đã thấy được sự sanh diệt của các uẩn như thế nào trong cái sự sinh hoạt của chúng ta, trong cái đời sống hàng ngày. Cái quan trọng là thấy được trong đời sống hàng ngày để chúng ta hoan hỷ, chúng ta hân hoan. Ví dụ, đặt trường hợp ha, ví dụ học từ vựng ha, ví dụ học từ vựng ha, đó, thấy sự vô thường chưa, sắc thọ tưởng hành thức mà từ vựng chưa học thì làm sao đấy ha, nhắc khéo ha. Đó, ví dụ học từ vựng thì bây giờ không nhắc thì làm sao mà biết được ha, chỉ samma sati ghi nhớ và biết mình, đã quên mất cái trách nhiệm bổn phận như vậy thì gọi sao là chánh niệm? Khổ đế, khổ đế. Yato yato samma sati, câu đầu tiên chữ yato yato đây là một trạng từ ha. Nếu mà nó đứng riêng ra chữ yato có nghĩa là khi nào, nhưng mà nó là một trạng từ quan hệ thì hai cái từ này đi chung với nhau. Yato yato là bất cứ khi nào, bất cứ khi nào. Yato yato sammasati, chữ samma có nghĩa là chân chánh, đúng, hoàn toàn. Rồi sati, sati có chỗ dịch là niệm, có chỗ dịch là nắm bắt, hiểu thấu đáo. Thì ở đây samma sati nó là một động từ, nó là một động từ su ích, có nghĩa là nắm bắt, hiểu thấu đáo. Nắm bắt, hiểu thấu đáo. Rồi, và câu số 2 bổ sung cho câu thứ nhất. Khanh thà năng ú đá dấp ba dần, khanh thà năng ú đá dấp ba dần. Chữ khanh tha năng do cái từ khanh thá. Khanh thá nó là một danh từ nam tính, akran tapum rin ya. Và chữ khanh thá này được chia theo sở hữu cách số nhiều, sở hữu cách số nhiều, tức là chát thí quỷ phát tí bổ quá trình á. Khanh thá biến thành khanh tha năng có nghĩa là của các uẩn. Khanh tha năng là của các uẩn. Rồi, Udayap ba dần, Udayap ba dần do hai từ cộng lại, tức là Udaya. Udaya nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinya. Udaya do căn ngữ ý, động từ Gacchati. Thì Udaya ở đây có ý nghĩa là sanh ra, sanh ra. Rồi chữ Paya, Paya cũng do cái căn ngữ ý, nhưng mà chữ Paya ở đây nó là một danh từ nam tính ha, akran tapung linh ya, có nghĩa là sự diệt mất, một cái sanh ra, một cái diệt mất. Vậy thì udayapayam nó được chia theo đố các số ít, dutiya vipatti ekavacana,
Cho nên upaya nó biến thành upayang. Udayapayang là sự sanh và sự diệt, sự sanh và sự diệt. Như vậy thì câu 1, câu 2 bổ sung cho nhau ha. Yato yato samma satikantha nang udayappayang. Yato yato samma satikantha nang udayappayang. Bất cứ khi nào vị ấy nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn. Bất cứ khi nào vị ấy nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn. Vị ấy là ai? Vị tỳ kheo trong câu Phật ngôn 373 ha? Nó có sự liên quan lẫn nhau. Bất cứ khi nào vị ấy nắm bắt cái gì? Nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn. Có chữ la pati này chỉ được à. Rồi câu số 3 ha. Câu số 3 la pati bi ti ba mốt chăng. La phát tì bì tì ba mốt chăng. Câu số 3 có hai từ, la phát tì là một ha. Rồi bì tì ba mốt chăng là hai. Thì ở đây giữa la phát tì thật sự là la phát tí. La phát tí đó là một động từ số ít. Nhưng mà trong thơ cú mà trong những câu thơ thì được sử dụng là lá phát ti ha. Chứ thật sự ở đây nó là động từ. Lá phát ti có nghĩa là đạt được. Lá phát ti là đạt được. Rồi thì từ thứ hai bi tế ba mốt chăng. Bi tế ba mốt chăng giữa hai từ. Bi tế nó là một tên từ trung tính. Nó cũng sắc cả linh nha. Pi tí có nghĩa là sự hoan hỷ ha. Sự hoan hỷ. Rồi ba mốt chăng do cái từ ba mốt chá nó là một danh từ trung tính. Ba mốt chá có nghĩa là việc hân hoan. Và ba mốt chá này cũng được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao quỷ phát tỷ ê cao quá trình ha. Cho nên ba mốt chá biến thành ba mốt chăng. Thì đây pi tí ba mốt chăng có nghĩa là hỷ và hân hoan. Hoan hỷ và hân hoan. Câu cuối cùng ha. Amatang tang vichana tang. Chữ amatang chúng ta thấy tiếp đầu ngữ a có nghĩa là không. Chữ matang do cái từ mata. Mata nó là một danh từ trung tính. Akaranta na pum sakalinga. Và chữ mata này được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giao quý pháp tỷ ấy câu quá trình á. Cho nên ma ta biến thành ma tăng. Vậy thì riêng cái chữ ma ta có nghĩa là đã chết. Nhưng mà có chữ á phía trước tiếp đồng ngữ này nó biến cái chết nó thành ra bất tử. Ma tăng là bất tử là không chết. Ma tăng là bất tử là không chết. Rồi
Rồi chữ tăng ấy có ý nghĩa thế nào? Tăng là do từ tá, nó cũng là một trung tính. À, nhưng mà đại từ tá này được chia theo đối cách số ít đối thì gia quy phát thị ê cấu với trần na trên nền tá biến thành tăng. Tăng có nghĩa là điều ấy. Tăng là điều ấy. Rồi, quý cha na tăng tiếp đơn ngữ quý ở phía trước có nghĩa là rõ chi tiết. Còn cha na tăng, cha na tăng do căn ngữ nha là biết à, là biết. Vậy thì cha na tăng ở đây nó được chia theo sở hữu cách số nhiều sát thi vừa phát thi và hữu quá trình ha. À, trong cái dạng quá khứ phân từ này, nam tính này thì nó có nghĩa của các vị biết rõ quý cha na tăng. À, điều ấy của các vị biết rõ. À, các bạn biết được luôn cả chi tiết một cách nó là vi tế nha, chứ không phải là biết một cách qua loa ha. Vậy thì ở đây câu cuối cùng này ama tăng tăng quý cha na tăng, đối với các vị biết rõ điều ấy là sự bất tử. À, ama tăng tăng quý cha na tăng, đối với các vị biết rõ điều ấy là sự bất tử. Thế xong rồi còn cho con thử vào lại ưu tiên chiếc thành kiểm coi như muốn bán cà phê đắt á, là phải học ba lý rồi lên kệ người ta nghe giọng kệ của chiếc thành kiểm chắc chắn là người ta uống cà phê nhiều an toàn. Rồi sẽ có thời gian cho chiếc thành kiểm, đừng có lo. Vậy thì câu Phật ngôn 374 cho chúng ta ý nghĩa: bất cứ khi nào vị ấy nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn, vị ấy đạt được hỷ và hân hoan, đối với các vị biết rõ điều ấy là sự bất tử. Xin lặp lại ha. Bất cứ khi nào vị ấy nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn, vị ấy đạt được hỷ và hân hoan, đối với các vị biết rõ điều ấy là sự bất tử. Ngài Hòa Thượng Giới Đức à, phổ thơ lục bát thế này: hằng chuyên quán niệm tự thân, pháp sanh pháp diệt, thấy gần thấy xa, vui thay các uẩn tiêu ma, bậc bất tử biết rõ là vô sanh. Hoàng hằng chuyên quán niệm tự thân, pháp sanh pháp diệt, thấy gần thấy xa, vui thay các uẩn tiêu ma, bậc bất tử biết rõ là vô sanh. Đó là Hòa Thượng Giới Đức. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu năm chữ ngăn gọn: người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Quý vị thấy nhà Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn ha. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Alo, hú hú à, tới giờ rồi hả? Giờ bắt đầu hú rồi hả? Tu vừa tu hú hoài. Rồi xong. Rồi, như vậy là tự vẫn xong ha. Bây giờ thể theo lời yêu cầu của sĩ Khánh Kiếm. Alo, học phải hỏi nha. Hồi nãy giờ tùm lum tà la, sĩ Khánh Kiếm nó cũng bực lắm rồi. Muốn cầm micro mà coi như cầm micro như thế nào đây? Sử dụng máy gì đây, laptop hay là
điện thoại, alo, xin hình kiểm, điện thoại hay laptop. Rồi, dùm rùa. Điện thoại ở đây có chuyên gia này. Alo, Huynh Giang Nhật Hà ơi, cầm micro hướng dẫn dùng cho xin hình kiểm. Apple luôn, trời ơi, loại xịn nữa kìa. Huynh Giang Nhật Hà, hướng dẫn dùng cho, chat đây nè, cách dùng microphone, mic nè, trên bàn top nè, bấm vào hình mic nè, giống hình cái kem, trời ơi, đem kem ra mà vũ khí người ta trong khi bán cà phê mà ai ăn kem. Rồi bấm vào tham gia hàng đợi nè, lúc này là đang đưa tay đỡ mic nè, đó, đưa tay đỡ mic, trời, nhìn vô là thấy rõ quá ha. Dạ được rồi chưa ạ? Dạ giờ con đọc nha, lần đầu tiên. Gia tổ sầm mà sa thi hằng thà nằng ô đa giáp ba dần la pha tì bì ti bà móc tặng a ma tặng tặng quy trà na tặng. Dạ giờ các phân tính. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Xăm là trường âm nhấn. Má là đoạn, cái này ở trong sách còn khác. Ma là đoạn âm. Xá tí, ma là trường âm thông thường. Xá tí là hai đoạn âm. Thang là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đá là đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá là đoạn âm, phá là đoạn âm. Ti là trường âm thông thường, bi là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, móc là trường âm nhấn, văn là trường âm, chăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, má là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con không biết kể. Để con kể để nó sửa cho con ạ. Dạ tô dạ tô sầm ma sa ti thành thà năng ô đa dập ba dần làm pha thi bì thì ba mộc trăng a mà tằng tằng duy xà na tằng người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các quận được quan hỷ hân hoan chỉ bậc bất tự biết người hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ xong rồi con kính xin sư đạo tràng sửa giúp con. Dạ con bấm vào cái thanh đỏ là chả biết phải không ạ? À?
Alo, sẽ thành kiếm tuổi Tý hay tuổi gì ta? Nếu mà tuổi Tý thì bây giờ loài đuôi chuột rồi. À, còn những cái tuổi kia thì không biết làm sao, nhưng mà nếu thật sự là tuổi Tý hôm nay thì loài đuôi chuột rồi. Đây là một đệ tử của ngài Giáp Giới, quý vị thấy à? À, tuyệt vời chưa? Khi cầm micro là thấy làm cả đạo tràng đều theo dõi ha, đâu có chỗ nào mà bắt lỗi được. Đệ tử của ngài Giáp Giới là số 1 rồi. Cà phê đắng bỏ đường hết đắng ha. Cà phê pháp biết bỏ gì đây, pháp mà đã bỏ gì nữa, pháp thì tự nó vận hành chứ. Cà phê đắng có đường thì hết đắng, thì cái sự vận hành của cà phê là vậy rồi ha. Thì quý vị thấy lần đầu tiên đi bán cà phê mà coi như lên mà kể kiểu này nữa thì cho mình thấy người ta họ nghe dòng quảng cáo đó, người ta vô uống chắc đông lắm á, rùng muốn chết luôn. Trời ơi, người ta nói bình tĩnh mà rung sao mà chết được. Đọc hay, phân tích chính xác. Rồi xin nhiều quên muốn cầm mic đó một phút ha. Rồi dạ, con kính tri ân ngài cho con cầm mic, tại vì con hứa với một vị mà con quên mất tiêu. Bây giờ con thấy hạnh kiểm lên kệ, con mới nhớ trực lại. Cái vị này hỏi con á, là làm sao, dạ vị này ở Mỹ bạch ngài, làm sao có cái cuốn pháp cú. Thì con nhớ hôm trước á, ngài đi đến chùa Đạo Quang đó, thì có cuốn pháp cú á. Ví dụ bây giờ mình người ở Mỹ mà muốn xin cái cuốn pháp cú này ở chùa Đạo Quang có không bạch ngài, và xin bằng cách nào ngài có thể chỉ dạy giùm ạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài, và dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Alo, ở chùa Đạo Quang thì chúng tôi để nguyên một bộ cho sư chánh đạo, và mỗi lần đi qua đó thì ví dụ học cuốn nào thì lấy cuốn đó ra. Còn cái trường hợp này á, thì sĩ Nhật Quỳnh nên đưa cái file để cho cái vị đó coi như vô trong cái file rồi tìm ra cái phần pháp cú nó dễ hơn ha. Đúng rồi, sĩ Kim Nhung có ý kiến như vậy đó. Thì như vậy người ta ở xa, nhưng mà coi như vô Google hoặc là sĩ gửi qua cái file đó, người ta họ sẽ nghiên cứu tới bài nào à, dễ mà. Như vậy thì nó tốt hơn cho bây giờ đi thỉnh chỗ này có chỗ kia không có, mà bây giờ có một bộ như vậy thì chắc chắn là sĩ chánh đạo là coi như là không coi như quý hơn vàng ha. Cái này sĩ Nhật Quỳnh tuyệt vời nè. Với sĩ Nhật Quỳnh ba cái này rành lắm nè. Cái file đó như thế nào gửi lên để cho bà con coi như cùng tham gia, và chúng ta coi như không có bổn sản pháp, biết thì chỉ cho người ta đi. Khi nào mà sĩ Nhật Quỳnh không chỉ mới là chứng tỏ sĩ Nhật Quỳnh ích kỷ nè, nhỏ mọn nè, keo kiệt pháp nè ha. Để kiếm gì có sẵn ở trong bụng rồi. Mỗi bữa sinh hoạt ở đạo tràng là cái bài nào là coi như có hết trơn rồi, đưa lên làm bà con thấy lé mắt luôn ha. Như vậy thì nó dễ hơn là chúng ta đi thỉnh từng cuốn, nhiều khi mắt mũi kém nữa rồi khó khăn. Còn bây giờ ở trong cái file đó chúng ta kiếm tới cái câu nào đang học ha, chúng ta vô đó là thấy an toàn trên xa lộ ha. Cô Nhật Quỳnh nhai pháp cú như cháo rồi. Đúng rồi, trời ơi, Sĩ Khà cũng biết nữa kìa ha. Nhai pháp cú như cháo ha. Và có thể tải ứng dụng Thamabada miễn phí và đọc trên phone. Đó, quên nhanh nhật hà.
thấy rõ ràng hết trơn. Ở đây toàn là cao thủ, cao thủ không à. Nên quý vị tới sau mà về trước, đó là điều mà chúng tôi rất là thán phục. Căn bản quý vị có hết rồi, chẳng qua vô trong cái room này là để ôn lại mà thôi, để chúng ta có thể trao đổi, học học hỏi với nhau. Chứ thật sự là quý vị cũng đầy bụng rồi, tới chẳng qua là coi như có mặt cho vui vậy thôi. Nhiều khi chúng tôi là đọc sai còn lên chỉnh á. Ai với sức kim này là làm liền á, đọc sai là cự liền á. Còn quý vị còn các bạn ngán ngán nể nể thôi chút chứ sức kim đâu có ngán ai đâu hả, miệng liền mà hả. Sức kim là miệng liền, có sao nói vậy người ơi mà. Rồi như vậy thì Huỳnh Giang Nhật Hà ha, rồi Sức Nhật Quỳnh ha, trang của chú Pháp Hữu có hết à, đúng rồi. Ồ, Sức Duyên cũng biết hết trơn à, à trong cái gì mà Phú Sát ha, à trong cái trang mà của Huỳnh Pháp Hữu về Pháp Cú thì có hết à. Sao bán cái quà cho Sức Kim về trời hả? À, đúng rồi, vô trong bố sáp họt, bố sáp họt thì trong đó đầy đủ ha. Rồi à, hôm nay có thêm một chiến hữu mới ha, một pháp hữu mới ha, tức là Sức Hành Kiểm đã làm cho bầu không khí trong cái room im ắng khi mà cất tiếng lên đọc. Không ai có ý kiến, bởi vì đọc hay quá mà. Mà khi đọc hay như vậy, chúng tôi thấy bông hoa tặng lên một ít quá, đáng lẽ phải khen nhiều hơn nhé, khen nhiều hơn, phải tán thán. À, quý vị hơi bổn sẵn nha. À, có những cái mà coi như tốt, có những cái mà coi như cần phải tán dương, thì mình nên tán dương. Hãy khích lệ sách tăng à, rất là hoan hỷ hôm nay Sức Hành Kiểm ha, thành công rồi ha, lần sau cứ thế mà nè. Khi nào mà bán cà phê ế thì cứ lên cầm micro nghêu ngao ha, đọc rồi kệ. Nếu mà cà phê mà bán thấy ế quá, ít có người tới thì kệ cho thật to, để cho người ta họ nghe cái giọng kệ đó mà họ tới uống cà phê hả, cũng giống như mình rau mời vậy hả? Những lời Phật dạy mà à, kệ càng lớn thì bà con tới càng nhiều, cà phê bán sẽ đắt ha. À, cố lên Sức Hành Kiểm. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha. Nội dung câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề trước mắt của chúng ta là ghi nhớ và biết mình, để thấy được cái sự vô thường của các uẩn, rồi mình mới hoan à, mới an trú à, trong cái giây phút hiện tại à, chúng ta hoan hỷ hân hoan khi cầm micro được à, và mình thể hiện được những cái pháp an vui, thì đó là hôm nay Sức Hành Kiểm đã làm được như vậy ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tam thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha quá chê nà sô thị vô hô tu sâm bạch đà. Do lời chân thật này, khi nhân vật bước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng có hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào an của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Cha. Xin mời Sức Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi